cực thì sao? Sẽ giúp cho anh em ở phía dưới năng lượng, đúng không? Và khi mình không năng lượng thì nhân viên mình không năng lượng. Hello, mình làm chưa chuẩn thì nó không thể tạo ra năng lượng được. Có phải là đang nói cho anh hiểu không? Chứ không phải là nói cho em hãy hô to lên, không phải. Mà nói cho anh em hiểu là nó là cái gì. Chúng ta nói về năng lượng đó là hành động nhân với tốc độ, là nói cho anh em hiểu. Right, đúng chưa? Và khi bắt đầu hiểu rồi thì sẽ tự làm để chuyển hóa, đúng không ạ? Khi chúng ta hiểu được là vai trò của mình ở doanh nghiệp này để làm cái gì, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái trách nhiệm ở đây. Mình đang trách nhiệm ở đây bởi vì mình thấy được mình ở đây có vai trò, có sứ mệnh ở đây. Yeah. Nên chúng ta có cái trách nhiệm. Trách nhiệm hay đó là một cái nghĩa khí của mình ở đây, đúng không ạ? Nên càng lên cao với những cái vai trò lớn hơn thì cái trách nhiệm nó càng lớn. Là khi đó mình thấy được cái vai trò của mình. Nếu không thấy vai trò ở đây thì chỉ trở thành một người ăn bám ở đây thôi. Nhưng chúng ta thấy mình có ở đây có vai trò, ít nhất mình chưa tạo ra giao dịch thì vai trò mình ở đây là gì? Tạo ra một không khí để doanh nghiệp phải có cảm thấy có nhân sự chứ. Mình đang nỗ lực học mỗi ngày, vai trò của mình là đang tạo ra không khí ở đây, đang tạo ra cộng đồng ở đây, đang tạo ra tinh thần ở đây, đúng chưa? Hello. Đôi khi mình thấy được cái vai trò đó, mình nỗ lực nhiều hơn, đúng không ạ? Và mình tốt với cái điều đó và ghi nhận điều đó. Có thể họ đang chưa làm được, hoặc thậm chí là họ đang còn rất là ngây thơ, nhưng nhờ có họ chúng ta mới có đội nhóm. Mấy ông trưởng phòng, phó phòng phải thấy được điều đó. Nhân viên của mình ở đây có thể họ chưa thật sự đạt được như mình kỳ vọng, nhưng chúng ta ghi nhận, nhờ có họ chúng ta mới có người để chúng ta hướng dẫn, đồng hành và chia sẻ chứ. Đó là vai trò của họ. Và vai trò của mình là mình giúp cho họ nhận thức được cái vai trò đấy, thì hiểu được điều đó thì sẽ chuyển hóa. Mà hiểu này nó để chúng ta hiểu ấy, thì chúng ta phải bắt đầu chúng ta có một cái gọi là ngộ ra. Cái ngộ này đó là cái bên trong chúng ta nhận thức, wow, ồ nó đơn giản như vậy sao? Nó giống như anh em bắt đầu ngộ ra từ sáng đến giờ là mình không ai mang lại năng lượng cho mình hết, chính mình cảm nhận để tạo ra năng lượng, đúng không? Mình phải ngộ thấy điều đó. Thì khi mình ngộ ra điều đó thì mình mới hiểu, à, năng lượng của cái công ty này là do mình tạo thành, mọi thứ chi phối bên ngoài kia, nhưng tất cả tôi phải làm chủ đó, đúng không? Thì khi chúng ta ngộ thấy điều đó, chúng ta sẽ hiểu ra vấn đề để chúng ta chuyển hóa. Giống như bắt nhảy các kiểu đó, chúng ta phải ngộ thấy. Nhưng mà cái để ngộ ra cái chỗ này ấy, thì chúng ta phải có một cái gọi là nghi vấn ở đây. Nghi vấn là việc mà chúng ta đặt cái câu hỏi. Chúng ta đang tìm một cái lời giải. Ví dụ anh em đặt một cái nghi vấn là làm thế nào để cái công ty này nó năng lượng mỗi ngày, đúng không? Thì chúng ta mới bắt đầu ngộ ra là từ mình mà ra, mình mới hiểu sự tương tác của mình, hết mình của mình sẽ tạo ra cái nguồn năng lượng đó. Anh em bắt đầu nghi vấn là làm thế nào để tôi tạo ra giao dịch, thì bắt đầu ngộ ra là học tập, tương tác, kết nối và chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn. Anh em bắt đầu có cái nghi vấn là làm thế nào để tôi trở nên chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn, đẳng cấp hơn, xinh đẹp hơn, gọn gàng hơn. Mình không có nghi vấn đó thì mình sẽ không ngộ ra được. Ví dụ anh em có nghi vấn là làm thế nào để khách hàng muốn đến gần mình, thì mình mới ngộ ra là mình phải chuyên nghiệp, mình phải gọn gàng, mình phải sạch sẽ, đúng chưa? Chứ cái việc mà làm thế nào mà đi gặp khách hàng trong khi răng thì không đánh, người thì đầy mùi, đúng không? Cái này là cái điều rất đơn giản nhất để chúng ta nhận thức được. Mình phải chuyên nghiệp từ những cái điều như vậy thôi. Sẵn sàng có những bộ quần áo đẹp hơn, nước hoa, chải tóc, cắt tóc, chăm sóc bản thân mình, móng tay đen tất thì bẩn đi, làm sao mà khách hàng tin tưởng giao hàng trăm hàng tỷ đồng cho mình được. Nên từ cái cách chúng ta chuẩn bị cho mình, quyết định xem chúng ta có thật sự có mục tiêu với giao dịch hay không, đúng không ạ? Nó đâu có nhiều xa xôi đâu. Hiểu chỗ này không? Đồng ý không ạ? Nên khi chúng ta nghi vấn điều đó, tôi lấy ví dụ cho các anh chị này. Ông Newton, ông phát hiện ra cái định luật lực hút trái đất, đúng không? Có hàng triệu người thấy quả táo rơi từ trên cây xuống,
và thấy rất nhiều cái quả từ trên cây rơi xuống. Nhưng tại sao chỉ có ông Newton ông mới thấy, nhờ quả táo rơi ông mới thấy là mọi thứ có lực hút của trái đất để chúng ta đứng được? Bởi vì ông nghi vấn, ông nghi vấn là tại sao cái quả nó rớt xuống mà nó không bay lên. Hello, tại sao từ trên nó rơi xuống kiểu thế, thì mới phát minh ra, mới nhìn ra được điều đấy. Nên có nghi vấn, ông bắt đầu ngộ ra để ông hiểu bản chất và chuyển hóa. Hay ông Archimedes cũng vậy. Cái lúc ông rất đau đầu là tìm cái cách để tạo ra một cái sức bẫy, một cái đòn bẫy lớn, thì lúc đó ông nghi vấn liên tục, quên ăn quên ngủ luôn. Đến nỗi ông đang ngồi trong bồn tắm thì lúc đó ông mới phát hiện ra là có lực đẩy của nước. Chứ hàng triệu người đang tắm mỗi ngày mà tại sao chỉ có ông Archimedes ông phát hiện ra cái đấy? Thì nó bởi vì có cái nghi vấn. Nếu chúng ta đặt một câu hỏi là làm thế nào để tôi trưởng thành hơn mỗi ngày, làm thế nào để tôi chuyên nghiệp hơn mỗi ngày, làm thế nào để tôi tự tin hơn mỗi ngày, hello, thì nó mới bắt đầu cho cái hành trình ngộ ra để hiểu cần làm cái gì và chuyển hóa. Được không ạ? Hello. Ví dụ nè, anh em bắt đầu nghi vấn đi. Tại sao, làm thế nào để cái lớp này năng lượng hơn? Nếu tất cả mọi người đều có cái nghi vấn đấy, làm thế nào để cái ngày học ngày hôm nay, hai ngày học sắp tới thật sự hiệu quả, hết mình và đạt được giá trị? Thì lúc đó chúng ta bắt đầu ngộ ra, à, cái sự tương tác của mình, sự ghi chép của mình, sự chia sẻ của mình, sự tham gia của mình, nó sẽ làm cho cái điều đó. Mình luôn có cái nghi vấn đó thì mình mới nhận thức được là mình cần phải high five, cần phải ghi chép, cần phải tương tác. Sau đó mình hiểu, à, chính mình đang ở đây để tạo ra những sự hiện diện ở đây và những nguồn năng lượng ở đây. Sau đó mình mới chuyển hóa, đúng chưa? Nhưng nếu mình không đặt câu hỏi đó, mình đang ở đây theo kiểu bắt buộc, thì nó sẽ không có đường cao, đúng không ạ? Thì khi chúng ta bắt đầu nghi vấn, tôi đang tham gia ở đây để làm cái gì? Ví dụ đặt nghi vấn đi, tôi đang ngồi ở đây để làm cái gì? Thì khi đó chúng ta mới bắt đầu có thấy mình ngộ ra không? Mình ngộ ra là mình có thể làm cái gì, mình đang cần gì, tìm gì ở đây, đúng chưa? Mình mới bắt đầu hiểu cách để mình tham gia ở đây hiệu quả và mình tự chuyển hóa, không cần nói. Khi chúng ta bắt đầu nghi vấn, tôi đóng góp được điều gì ở đây? Trong cái lớp học này, trong 2 ngày này, tôi nhận được gì? Thì lúc đó mới không dùng điện thoại, mới ghi chép, mới tham gia các hoạt động. Hello. Còn nếu bắt anh em làm, anh em cứ làm nhưng không hiểu bản chất, thì nó chỉ là làm ở thời điểm đấy thôi. Nhưng khi hiểu rõ cái này, thì nó sẽ bắt đầu khác. Và đặt cái nghi vấn đó mỗi ngày. Vậy thì các phó phòng, trưởng phòng mỗi ngày lên đây hỏi anh em, chúng ta có thể làm gì để trở nên tốt hơn? Chỉ cần đặt câu hỏi đó thôi, anh em tự nhiên có dữ liệu truy xuất ra. Chúng ta có thể làm gì để năng lượng hơn? Chúng ta có thể làm gì để học tập hiệu quả hơn? Chúng ta tham gia như thế nào để một giờ học tập một ngày ở công ty ý nghĩa và có giá trị và giúp đỡ được chúng ta, đúng không? Anh em cần gì để chuyên nghiệp hơn? Làm thế nào để khách hàng đến với chúng ta nhiều hơn? Đặt câu hỏi thường xuyên, chúng ta sẽ có dữ liệu truy xuất ra. Hello. Hello. Được không ạ? Chứ đừng có nói phải làm này, phải làm này, phải làm này. Hãy đặt câu hỏi cho họ. Từ đó họ mới động não được. Và khi động não mới trưởng thành được. Được chưa? Hello. Rồi. Được không? Nên đây là một trong những cái nguyên lý cực kỳ đơn giản. Phải lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Cứ không biết các chị đã nghe chưa, nhưng phải nhắc đi nhắc lại điều này. Mình cần phải đặt nghi vấn cho mình mỗi ngày. Nghi vấn là làm thế nào để tôi cảm thấy cuộc sống của tôi xứng đáng và giá trị hơn. Ví dụ như vậy đi, thì lúc đó nó sẽ khác. Khi chúng ta không còn nghi vấn, chúng ta không có động lực để chúng ta làm. Nên nó có một cái cuốn sách rất là hay, gọi là Start With Why. Luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao. Tại sao tôi đang ở đây? Tại sao tôi đang làm điều này? Tại sao tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn? Tại sao tôi cần phải gắn kết mọi người? Khi đặt câu hỏi đó, tự nhiên cái có câu trả lời thì sẽ làm. Được không ạ? Hello? Yes. Hello? Yes. High five mấy người bạn kế bên, nói tôi sẽ hỏi bạn nhiều hơn. High five. Rồi. Hi.